Bữa nay Sơn Hùng, Sơn Hà với má Năm được mấy món quà ở xa nghe. Hoàng Sơn thấy món quà này là thấy rất là quen nè. Hoàng Sơn không có biết được tên người gửi nhưng mà đoán được mấy món quà của chị mấy năm trước chị cũng gửi giống vậy đó. Hoàng Sơn cảm ơn chị rất là nhiều nghe. Rồi Sơn Hùng, Sơn Hà cảm ơn cô nè. Rồi Sơn Hà cảm ơn cô, Sơn Hà. Cô đi. Giỏi. Cảm ơn cô. Má Năm cũng cảm ơn mấy món quà đã gửi cho má Năm. Chị nào đây? Dạ. Cảm ơn. Tại vì Hoàng Sơn không có liên lạc được với chị, vậy mỗi lần chị gọi về bằng số thẻ. Nên Hoàng Sơn gửi vài hình ảnh cho chị biết là em đã nhận được quà nghe. Đây là quà Giáng sinh Tết của mấy đứa. Rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều nghe. Rồi hẹn gặp lại cô ở video sau nha. Rồi Sơn Hồng cảm ơn cô, Sơn Hồng. Rồi con về là vô đựng nữa này. Sợ con thấy con mệt. Mấy bữa nay cô chú bắt đầu đặt hàng Tết nhiều quá mẹ. Là cả nhà mình cũng tranh thủ tăng ca thêm một hai tuần nữa ha. Chị tới Úc Hoa không ra làm hai mẹ con nhiều kiếm bút quá rồi sao nhiều kiếm gì vậy? Dạ. Vô tới tận nhà á, vào hơn cột với bắt cực cọp á. Bà Úc bà thử khách một kiếm chi. Rồi chứ gì Úc gì không? Dục đi làm xong chứ dục quẹo vô tiệm neo. Dạ. Dục tính làm chừng 2 tiếng hồ Úc cũng căm tới giờ mình ra làm mặt thử thì đúng rồi ai về vô trong đó mấy bạn làm chậm quá. Ồ cái bụng nó đánh vô tô luôn. Nhìn đồng hồ ngồi lại con không được mà đi không xong nè. Lỡ rồi về không được. Xong dạ. Cái điện thoại để đằng kia chiếc điện Úc đâu có hai điện cháu máy rồi. Tưởng nay Út đi ăn Tết xa hả? Nó nói nha, con tưởng Út cũng quen. Tưởng Út về tổng cũng quen. Xong rồi để Út quà cũng được. Có xe chở trọng chiến. Xuyến đợt này có chuẩn bị quà Tết cho mấy chị em cho Xuyến. Sáng em mua. Sáng em mua cho chị em người chị. Cho tiệm nào tiệm Phước Lộc á, Kim Hoàng. Tiếng nghe tiếng rung rồi. Tay thôi không dám làm lòng xưởng nữa đâu, bàn giao lại. Tiếng lá xỉu này. Đi vô Kim Hoàng xỉu. Nhiều vậy hả? Thôi để anh lấy cái đầu hút truyền thông, anh hút nè anh em chơi nữa. Bưng cái hũ trong biển của má Hai ăn hết rồi. Dạ. Tự lấy nè. Hoàng Sơn chào cả nhà nghe. Bữa nay mình lại tăng ca làm lạp xưởng, đi làm về hơi trễ nên là cả nhà làm cũng muốn hết nửa đường. Cái này chị sớm hả? Ừ. Sao chạy má Hai xin ăn hả? Ăn hết luôn. Ăn sao đã cho má Hai. Đã má Hai xin hả? Lấy cái nắp lại lên đi con, không ăn nữa lấy nắp lại lại. Trời ơi nó bày mênh mông vậy đó hả? Đừng bước cặp lên. Con trả cho má Hai đi. Bạch mày dính tùm lum luôn rồi. Trong biển hả mẹ? Con xin Hai là người lần thứ ba tự lấy thử. À, cởi chiếc xe. Cởi xe đâu đó. Lấy hũ trong biển chạy. Trời ơi. Con đi chơi, nói đàng hoàng. Rồi kéo theo con vịt nữa. Sơn Hà. Sơn Hà ơi. Sơn Hà. Nãy có vô bổ không? Không có. Không có. Có không? Có đi vô múc không? Có vô múc không? Con có vô nhà không? Có vô sữa không? Có không? Có. Có hai chút sữa không? Sao không? Nó chạy qua nhà má Hai nó lục lọi hả? Bắt ghế lấy luôn hủ. Ông Út có hai chút sữa cho con không? Ông Hùng lượm được cho em dọn dọn đi con. Bữa nay Sơn Hà nhà ngoan không Sơn Hùng? Dạ. Em có ngoan không? Dạ. Hả? Dạ. Còn con có ngoan không?
Trời ơi, nó lấy cái xe nó chạy, nó kéo theo con vịt. Bữa nay cũng đủ nắng ha em? Dạ đủ nắng, nay nắng gắt. À nắng gắt hả? Anh thấy không khí lạnh cũng nhiều, tưởng đâu là phơi không được. Hôm qua đi đường phố mà hả? Em nghe tên thấy hả? Sương nó bay là đà. Dạ, sương mù quá. Ủa trời ơi, là cầu sướng bên này có nắng đâu mà mặt khô. Mà ở đây cũng có nắng ít. Bây giờ vô nằm nửa tiếng nha mà. Hơn hả? Đi lấy về điện kéo. Cái này là những chiến sĩ trung thành á. Chiến đấu đến phút cuối cùng hả? Hơi thảo cuối cùng. Hơi thảo cuối cùng. Không phải đó là hơi thảo, cho nó thấy trung thành cỡ nào. Nói đi ghê quá. Con hoàng lắm chanh. Nói đi chơi hơi chịu thiếu khuya rồi, cái gì nó ngủ sân hạ tắt đèn ngân dạ. Ủa nay là ngủ với tao luôn rồi. Ngủ rồi, cái chụp phim rồi. Là biết thanh hả? Là tới giờ là chạy qua hả? Chạy qua nắm kéo áo chị mà chưa rồi cũng kéo áo vô. Sao năm năm không nó thử ngủ với mẹ nó đi. Nó chịu, ngủ với nội à. Hôm qua nó đầu qua mẹ nó, cái anh nó dậy cửa cái nó khóc. Cái chị mới mở cửa cho em chơi chút đi. Cái chị khép cái cửa mẹ lại cái nó khóc nó chạy qua luôn. Sợ bỏ nó bên này á mẹ. Nó không chịu ở với mẹ, nó chạy tới qua bên nội luôn. Cái vậy cái ôm lên tay á, ôm lên tay cái nằm ấp mặt vậy cái gì. Nằm tới sáng à, cỡ 2 giờ cái trăng trở rồi uống nước hơn. Tối bên nọ cũng nhắc chị lấy nước để sẵn trong á. Có bữa nó lấy. Có bữa nó lấy mà nó lấy ít á, cái nó uống hết rồi nó để chị lấy khác. Rồi chị nói nội lấy nước rồi đậy lại nè, con đừng có làm cái chừng nó ngã đổ tùm lum đó nghe. Dạ. Rồi cái 2 giờ cái ngồi vậy thôi, uống nước thơm cái ngồi vậy uống rồi ngủ tới sáng. Tới sáng mà mới cỡ 6 giờ. 6 giờ hơn á, 6 mét rồi nó mới dậy xong. Mà chị nằm đó với nó. Cũng theo vô tình mà mẹ nó xuống à. Mà chị nằm đó với nó chứ chị đi là nó mò không đụng là nó khác. Con sáng con dậy nó cũng dậy theo à. Cũng như nằm đó thì nó nằm. Mình nằm đó thì nó ngủ, còn nằm đó nó dậy theo mình vậy đó. Cô Ly có lì xì tiền Tết cho Út chưa? Chưa đâu con. Đó mà. Rồi bữa qua hỏi Vi nghĩ ra nhiêu rồi Vi? Mới dạ được 50 triệu rồi. Rồi sướng như ta. Vậy hả? Ngon vậy? Giỏi quá trời giỏi. Cải cho ngon. Triệu rồi. 10 triệu là tính tiền hóa ra, cộng như chiếc xe mà hôm qua năm nay con mua nhiêu rồi nó là chưa không tính. 10 triệu. Mấy đứa mấy lớn á, mà nó chịu làm chịu ít lịch cho mình lắm không? Nhiều khi là không đủ tài á. Đúng rồi. Vậy tính ra đi ngoan cái bộ. Dạ. Hồi trước nghe ông Tư nói là bị quậy lắm. Đúng rồi. Hồi đó nó còn nhỏ. Nhỏ, mới được chút vào xuống. Tại vì không có ba mẹ ở nhà. Dạ, không có những ốc dữ ở nhà. Tại vì không có những ốc dữ đi làm trên nhánh á. Ở nhà có mình ông Tư à. Nó mê nó băng chứ không phải là mẹ nó băng bỏ. Nó mê nó băng. Nó mê nó làm dữ lắm. Nó thích nó băng. Vũ, hôm nay đi đám cưới không vậy Út? À, tháng 11 làm mẹ mới nhận được cái thiệp nữa này. Cái này nha. Làm sao mà? À, trong chú Dũng, chú Đệ thì mời cả nhà. Dạ. Trên cũng có nữa. Còn có nữa. Con bắt đi thiệp thì mời mẹ. Dạ. Con sinh nhật này con cũng có bánh kem nữa. Mấy nữa. Nãy tôi nói là 18, 19, 19, 20 vậy, còn trong chú Đệ thì 17. Cũng nghe nói chứ chưa là thiệt ra coi nữa. Mà lấy thứ 7 sinh nhật á, mời tối vô chơi. Trai hay gái được? Trai. Em nói con chưa biết mặt anh Sơn ở Bắc Bãi nữa, nó bằng mày nha. Ủa, bằng hả? 10 tuổi vậy là lớn? Nhỏ người à. Anh Sơn mình như mày vậy. Để cho mày tuổi con không biết. Thằng Bảo giống thằng Tí. Còn thằng này tướng nhìn sơn nhỉ? Tí thì con biết.
tí với ông Bảo. Cho con để nữa. À, tí với Bảo giống, cho con để nữa. Con lên đây chú để có mấy người con ạ? Ba đứa. Tí với một Yến với thằng Nguyễn. Mời hai cháu Sơn nữa. Quay dạo hả? Mẹ nó nói vậy là coi hoài không có được chuyện nữa không? Lên coi à. Nhưng mà tốt nhất là nên chép về luôn ở nhà. Tại mình cũng không chắc được. Dạ. Chép cho nó. Con để coi là dễ dàng á. Thôi con của cô Bảy thì chép cho nó đó nha. Con cô Bảy Thành á. Thì chép cho nó. Chép chưa ta? Thì nhớ có tốt, chép. Tốt. Tại vì mình không có dám hứa giữ ai hết á. Mốt rồi mất rồi, mất câu tiết. Ê, chú Dũng có hai đứa con, đứa trước thì không có mời, đưa rễ. Thế là cứ đợi em, chú Dũng. Anh. Rồi cái đứa sau mà mời thì chị không đi Đồng Nai. Mấy chú đó ở Sài Gòn hết chứ đâu có liên quan gì nữa mà. Như bác Năm với cô Sáu mà không biết chứ con không biết. Hết chưa gặp hả mẹ? Bảo không biết rành. Nó nói con chưa biết anh Sơn nữa, bác Bảy. Tí với ông Bảo. Chú ông Bác Họ mà giống hết trời. Cái mặt vậy đó. Mặt nó giống hả? Giống một chàng mắt rồi đi. Để mốt gặp nào là con biết con đệ. Giống một đệ, giống Bảo giống đệ. Tết là thường mùa mấy mình đi đảo mộ ở Cần Giuộc nè. 25. Còn dưới đây, 24 nè. Chị Út chắc đâu có đi đâu xa đâu. Không, không. Gần đó luôn. Đảo mộ gần đó luôn. À, đảo mộ gần ông nội của Dự Út đó, ăn tán ở Cần Giuộc. Ai nó còn đi Long Hưng để tìm mộ bà. Long Hưng thì anh nuôi lắm. Dạ rồi hả? Thì chị đi về Mỹ Lộc chứ anh Nam Đức không có gì nữa. Được chọc cho nha. Được chọc hả? Ừ. Dạ vậy con để lại con dọn cái tủ. Còn cái đổ là trống thôi. Đó hai cái đổ nước mới để nó. Cũng mau quá chứ còn rỗng rồi chứ. Không mặn chứ mừng mấy hồi vậy. Thằng nhỏ không quay lên lẹ. Thằng Sơn Hà quay hả? Vô biểu cái thằng Sơn Hùng á, ráng dỗ em đi nhảy mất thằng tay á. Thế hồi nãy giờ có vụ em không chứ không? Làm hết nổ nước trong biển của hả? Ở gần thách thoát của má hai quá hả? Để ai nói ai được. Ở sợ là ông trời cho. Ở sợ đồ ông trời lấy lại.
Út Canh nghe vậy, Út Canh về có gì dọn cho hết. Sẽ để từ để cho là. Bữa nay con về trễ xong sớm quá ha. Lần sau về sợ trễ nữa không? Trốn gì vậy? Trốn luôn đi vậy? À, hồi xưa có câu gì mẹ? Ăn nhiều làm ít dạ chẳng nao hả? Mình ít ăn nhiều dạ chẳng nao. Nói nhà thương hết dắt mình tao. Mày nói vậy đó. Mày nhà thương hết ai cũng dễ thương hết rồi sao ghét mình. Ăn nhiều mà gấp thì già không nào hả? Không nào. Có bịch đâu cho mẹ ăn cái nữa đi chứ. Nói nhà thương hết dắt mình tao. Còn câu đó ông nội nói nè. Kêu mà thì rất bét. Mà kêu ăn thì chạy tét thêm rồi. Ăn đi có gì không biết. Không biết mình có nhột không hả? Nãy giờ nói không biết có mình có nhột không. À, hôm nay thì Hoàng Sơn về hơi trễ nên cả nhà làm xong hết ráo rồi, nhanh ha. À, lần sau tranh thủ kiếm lý do trốn nữa. À, hôm nay chia sẻ cả nhà mình dành ảnh cho vui. Hoàng Sơn cảm ơn cô chú đã đặt hàng là năm việc Tết nha. À, cô cá lập xưởng mùa Tết. À, mấy đơn hàng được rồi thì Hoàng Sơn nhận được và gửi đi cũng khá là nhiều rồi. À, cũng cận Tết tới nơi rồi. À, Hoàng Sơn chúc cả nhà mình năm mới nhiều sức khỏe nha, nhận sự như ý. À, cả nhà mình có đặt hàng thì nhớ liên lạc Hoàng Sơn sớm, tại vì Hoàng Sơn sẽ nghỉ sớm đó, tại vì cận Tết các bạn sẽ về quê. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi nha. À, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.